Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình học Kinh Thánh Bẻ Gãy Sự Rủa Xả. Bài số 5: Tín ngưỡng sai trật. Tín ngưỡng sai trật là nói về sự tin tưởng, ngưỡng vọng của con người vào các thần linh của con người đã chết, hoặc các thần linh mà người ta cho là có, hoặc dựng lên cho có để thờ lạy và nhờ vả. Người đời có câu: tin bạn thì mất vợ, tin bợm thì mất bò, thế tin sai thần thì sao? Thì mất linh hồn. Khi người ta muốn làm bạn với ai, thì người ta phải hiểu biết về người mà mình muốn kết bạn với, xem có thể tin cậy được không và tin được đến đâu. Cũng một thế đó, nếu người ta muốn kết hợp làm thương mại với ai đó, thì công việc trước hết là người ta phải biết người mà mình muốn kết hợp đó có thể tin tưởng được hay không, và liệu có thể bị phản bội không. Trên đời này đã xảy ra bao nhiêu gương của sự phản bội vì cớ sự tin sai của con người. Nếu vì cớ sự tin sai trật mà người ta có thể mất cả cơ nghiệp mình, thậm chí có thể dẫn đến cái chết của xác thịt, thì nếu người ta tin sai thần linh, thì linh hồn của người ta sẽ rơi vào trong sự chết đời đời của linh hồn mình vậy. Các sự tín ngưỡng sai đều bắt nguồn từ sự lừa dối của ma quỷ và dần dần chuyển thành lời truyền khẩu của con người, và lâu rồi thành ra luật bất thành văn mà người ta lưu truyền nhau giữ nó và tin nó. Tất cả mọi sự tín ngưỡng của loài người, nếu không tin vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài, thì đều phạm vào tội thờ lạy thần tượng. Chúng ta hãy xem lời của Đức Chúa Trời phán về các loại tội lỗi này và các hình phạt của luật pháp trên những tội lỗi ấy. Tin vào những người đã chết như ông, bà, cha, mẹ hoặc những người thân có thể trở lại để giúp đỡ mình, phù hộ mình, bảo vệ mình và lập đồ thờ lạy những người ấy. Ê-sai đoạn 8 câu 19 cho đến 22 chép rằng: nếu có ai bảo các ngươi, hãy câu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt. Chỉ thấy bóng buồn rầu, nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Vậy thì những người đã chết, linh hồn họ sẽ đi về đâu? Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng, khi một người chết đi, thì thân thể xác thịt của người ấy phải trở về với bụi đất, vì từ nơi đó mà xác thịt của loài người đã được dựng nên. Sáng thế ký đoạn 3 câu 19. Còn linh hồn của người ta thì phải trở về nơi nó thuộc về. Đối với những người chưa hề biết đến Chúa Giê-xu như trong thời kỳ cựu ước, hoặc trong thời nay mà chưa hề được nghe về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời làm qua Chúa Giê-xu, thì khi những người ấy qua đời, linh hồn của họ sẽ phải trở về nơi âm phủ để chờ đến ngày phán xét cuối cùng, như Kinh Thánh có chép, Khải Huyền đoạn 20 câu 11 cho đến 15. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Không có một linh hồn của người nào đã chết mà có thể trở lại từ nơi âm phủ, ngoại trừ Đức Chúa Trời cho phép theo sự mưu luận của Ngài. Gióp đoạn 7 câu 9 cho đến câu 10 chép rằng: mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thế ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết người. Còn những người đã tin Chúa, giữ vững sự thánh sạch cho linh hồn mình khỏi tội lỗi, thì khi họ qua đời, thân thể xác thịt của họ phải trở về bụi đất như những người khác, nhưng linh hồn của họ thì được đón về thiên đàng và được sống đời đời với Đức Chúa Trời. Một trong hai tên cướp đã bị đóng đinh trên thập tự giá, tại nơi người ta đóng đinh Đức Chúa Giê-xu, tại đồi Gô-gô-tha, đã tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, nên người đó đã cầu xin Ngài. Đoạn lại nói rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Luca đoạn 23 câu 42 cho đến 43. Lời của Đức Chúa Trời có chép, Giăng đoạn 3
câu 17 cho đến 18. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để xét đoán thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị xét đoán đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 5 câu 24. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sự thờ lạy những người đã chết sẽ bị coi là sự thờ thần tượng hư không, và bất cứ ai thờ lạy người chết thì linh hồn của những người ấy sẽ chết, và thân thể của họ vì cớ tội lỗi ấy mà bị sự rủa xả và truyền tới con cháu trải ba bốn đời. Vì cớ không thể cứu được mình nên người ta phải chết. Vậy nếu người đó đã không thể cứu được mình khỏi chết thì làm sao người ấy lại có thể cứu những người khác được? Sự cố chấp để tin vào những người đã chết đó sẽ khiến người ta trở nên như một người đã chết vậy. Tin rằng những người chết vì tai nạn như chết đuối, chết do bị sét đánh, bị điện giật, bị lửa thiêu, bị xe đụng, tự tử sẽ linh thiêng mà lập am thờ, rồi thắp hương thờ lạy, khấn hứa với linh hồn của những người đã chết đó. Cũng như sự thờ lạy những người thân của chúng ta chết đi thế nào, thì những người thờ lạy những người chết vì tai nạn cũng bị như vậy. Những người bị chết vì những tai nạn, hoặc do thiên tai, hoặc do người ta gây ra, đều có nghĩa là những người ấy đã bị luật pháp của Đức Chúa Trời hành phạt và đã cho xảy ra để nhiều người biết, với mục đích là để răn đe loài người rời bỏ tội lỗi cùng mọi điều ác mình. Nếu không thì người ta cũng sẽ bị như vậy. Nếu người ta thờ lạy những người bị tai nạn như vậy thì họ cũng sẽ bị quyền lực của ma quỷ hợp pháp mà cướp mạng sống của họ đi như những người đã chết kia. Tin vào những sự truyền khẩu hoặc có thật về các con vật như cọp, voi, rắn, trăng, cá voi, cá heo chết hoặc là hay về quậy phá dân cư mà tin rằng chúng linh thiêng có quyền phép để giúp đỡ mình, rồi lập nơi thờ lạy những con vật đó, đặt tên cho những con vật đó bằng các danh xưng của sự tôn thờ chúng. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho loài người có chép: người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Người chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời. Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 câu 4 cho đến câu thứ 5. Tin vào các sự truyền khẩu rằng loài người ra từ loài thú. Tin vào lời truyền khẩu rằng dân tộc mình thuộc về con rồng, là loài đã bị Đức Chúa Trời rủa xả. Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có chép rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ đãi người ta tùy theo lời Ngài đã nghe miệng người ta nói. Dân Số Ký đoạn 14 câu 28. Do đó, khi chúng ta còn nhỏ, cũng như ngày nay các con cháu chúng ta đi học, người ta đã dạy dỗ một lý thuyết truyền khẩu không có thật rằng người ta là con rồng, cháu tiên, và người ta tự hào về điều đó. Thậm chí có một số nước như Nhật Bản, Singapore đã tự xưng mình là con rồng châu Á và lấy hình con rồng làm biểu tượng cho họ, như in hình nó trên tiền tệ của họ. Điều người ta tự xưng như vậy sẽ khiến cho họ trở nên như điều họ tin, và sự cuối cùng của điều đó sẽ giống như lời Kinh Thánh đã chép. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hà, nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Khải Huyền đoạn 12 câu 7 cho đến câu thứ 9. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Khi hạn ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó sẽ ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Magót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Khải Huyền đoạn 21 câu 1 cho đến câu 2 và câu 7 cho đến câu thứ 10. Tin vào các vật do loài người làm ra và xưng các vật đó là thần để thờ lại, giữ trong nhà, trong xe, trong cửa tiệm của mình. Đáng rủa xả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kính nhiệm, cả dân sự phải đáp Amen. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 27 câu 15. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Thi Thiên đoạn 35 câu 15 cho đến câu 18. Đây là một sự rủa xả rất nặng cho những người nặng tượng, đúc tượng, tạc tượng và thờ lại hình tượng. Chúng ta có thể ví như một người sáng mắt nhưng lại tự nhắm mắt lại để cho người mù dẫn đi, thì khi người mù té xuống hố, người sáng mắt chịu người mù dẫn đó cũng ngã xuống theo. Những người nhìn thần tượng để thờ lại, miệng của họ khấn vái, tai của họ thích nghe lời đồng cốt, bói toán, thân thể của họ ăn của cúng thần tượng, mũi của họ ngửi các mùi khói của hương khi dâng của lễ cho thần tượng hư không. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng và thân thể của những người ấy bị sự rủa xả bởi luật pháp, khiến cho bị các bệnh về sức khỏe ở trong thân thể như có chép ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 20 cho đến 29 rằng: Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Các tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi. Cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Thay ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi gãy chốc của xứ Ai Cập, trĩ lậu, gẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành, lại giáng cho ngươi sự sảng sốt, sự đuối mù và lãng trí. Đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có lời hứa như sau: Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò, phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 24. Đây là một mạng lệnh ẩn giấu luật pháp của Thánh Linh sự sống về thân thể của chúng ta là đền thờ vốn bởi đất mà ra của Đức Chúa Trời, và môi miệng của chúng ta là bàn thờ dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mạng lệnh cho dân sự của Ngài phải nói lời của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Đức Chúa Trời phải được công bố trên môi miệng của chúng ta. Mà chiên là hình bóng cho luật pháp văn tự, và bò là hình bóng cho lẽ thật, là luật pháp của Thánh Linh sự sống. Bởi bất cứ nơi nào có ghi nhớ danh Ngài, có nghĩa là bất cứ đâu thuộc về chúng ta có ghi nhớ danh Chúa, có dành cho Đức Chúa Trời, thì nơi đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho. Cũng một lẽ ấy, nếu mọi sự chúng ta có mà muôn vật đều thuộc về Đức Chúa Trời, mà nơi đó như mắt, mũi, tai, miệng, thân thể của chúng ta lại không ghi nhớ danh Chúa, nhưng lại để dành cho sự hư không, cho sự thờ lạy thần tượng, thì nơi đó sẽ bị luật pháp của Đức Chúa Trời rủa xả. Chính vì luật pháp này mà nhiều người bị viêm mũi, viêm xoang mặt, vì cớ tổ phụ họ hoặc chính họ đã thích ngửi mùi nhang khói hương thờ lạy thần tượng, nên bị sự rủa xả mà mắc bệnh. Vì cớ người ta nhìn vào các vật mà người ta thờ cúng, mặt của họ bị các vết nhám mà người ta gọi là tàn nhang, đó là vì sự rủa xả dán trên sắc đẹp của họ, là phần thưởng cho sự thờ cúng thần tượng hư không, khiến sắc đẹp của họ bị tàn nhang. Mắt người ta ngước trông thần tượng hư không, nên mắt của người ta nhanh chóng hư hỏng, bệnh tật. Mắt người ta ngước trông thần tượng hư không,
nên mắt người ta chóng hư hỏng, bệnh tật hoặc làn mắt, nặng nề thì bị mù lòa và sự rủa xả truyền tới con cháu họ nữa. Do đó, có những trẻ em sinh ra đã bị cận thị, loạn thị hoặc mù lòa. Mặc dù các em đó không có tội lỗi gì, nhưng vì cớ do tội lỗi của tổ phụ truyền lại gây ra. Người ta tìm cách để ngăn chặn nàng mãi dâm, nhưng chính họ lại là những người mở cửa cho nàng mãi dâm tràn lan mà người ta lại không thể ngờ. Kinh Thánh chép về điều này như sau: dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sanh sản nhiều ra bao nhiêu thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sỉ nhục. Chúng nó ăn tội lỗi dân ta, ham hố sự gian ác của nó. Sẽ xảy ra dân thể nào thì thầy tế lễ cũng thế ấy. Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó làm. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sanh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va, không nghĩ đến Ngài nữa. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn nó. Dân ta hỏi tượng gỗ nó thì gầy nó trả lời, vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi, đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẻ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên con gái các ngươi hành dâm và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình, vì những đàn ông đi riêng với đồ điếm đỉ và dân của lễ với đàn bà dâm đảng. Vậy nên dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ. OC đoạn 4 câu 6 cho đến câu 14. Tin theo các lời truyền khẩu mà dân con cái cho ma quỷ. Nhiều người đã nghe theo lời truyền khẩu của loài người, nên khi họ đón con cháu của họ từ bệnh viện về hay từ nhà hộ sinh về, trước khi vào nhà phải bước qua lửa mà họ có thể dùng chỗ quét nhà hoặc vàng mã để đốt lên, và họ gọi đó là đốt vía, ngăn tà ma không cho vào nhà theo những đứa trẻ ấy. Nhưng người ta không biết rằng chính những sự ấy đã cho phép ma quỷ hợp pháp vào nhà họ. Bởi Kinh Thánh có chép: ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 10 cho đến câu 14. Thờ lạy các loài vật thọ tạo bởi Đức Chúa Trời, như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, mưa, gió, lửa, nước. Luật pháp của Đức Chúa Trời có chép: ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống nhân vật ở trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu vì chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Xuất Ghi Ký đoạn 20 câu 4 cho đến câu thứ 6. Các vật trên trời, gồm có các loài chim, các thiên sứ, mặt trời, mặt trăng, cùng các vì sao, với mây, mưa, gió và sấm sét. Tất cả các vật đó không thể tự tạo nên mình, và không thể ban sự sống cho bất cứ vật gì, vì tất cả đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và đều thuộc về Đức Chúa Trời. Bất cứ một sự thờ lạy các vật thọ tạo nào đều bị luật pháp của Đức Chúa Trời rủa xả, như chính miệng Đức Chúa Trời đã phán. Ngài phán cùng ta rằng: hỡi con người, thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng: hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình. Vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận, mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Ê-xì-chi-ên đoạn 8 câu 15 cho đến câu 18.
Ngày nay, còn có rất nhiều người thờ lạy các thần tượng mặt trời, mặt trăng và các vì sao, mà họ lại không biết họ đang thờ lạy các vật ấy, vì họ bị mê tín vào các loại bói toán, lừa dối như tử vi chẳng hạn. Trong các lá số mà người ta lập ra, có ghi rõ danh hiệu các thần tượng đó bằng âm Hán Việt, như mặt trời thì gọi là Thái Dương, mặt trăng thì gọi là Thái Âm, và hơn 100 ngôi sao khác để an mạng với 12 cung số. Đây là một sự lừa dối kịch cỡm nhất mà người ta lại tin. Vì nếu chỉ có hơn 100 sao để làm tử vi, thì hàng tỷ ngôi sao kia có ý nghĩa gì trong cuộc đời của con người chúng ta? Và ai là người biết được thiên cơ để đặt tên cho các vì sao đó mà án số? Nếu quả có thật như vậy, thì tại sao lại có những đứa trẻ cùng sinh một lúc mà hai cuộc đời lại khác xa nhau như vậy? Lời của Đức Chúa Trời chép rõ rằng, vào ngày thứ tư, Đức Chúa Trời đã dựng nên các vì tinh tú như mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao là để soi sáng đất, chứ không phải là để làm điềm báo số mạng của loài người. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thời tiết, ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 14 cho đến câu 19. Tin theo các sự bói toán, đồng cốt, tà thuật, bùa chú, mê tín. Bói toán là một hình thức nổi loạn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì hành động đó là sự muốn biết trước sự việc, là công việc của Đức Chúa Trời toàn năng. Duy Ngài là đấng biết trước mọi sự, vì Ngài là đầu của muôn vật, và muôn vật đều nhờ Ngài và bởi Ngài mà được dựng nên. Do đó, sự bói toán trong mọi hình thức đều là sự phạm tội, muốn dấy mình lên như Đức Chúa Trời. Những người làm nghề bói toán, hoặc chuyên nghiệp, hoặc là làm theo sự tò mò, đều đã phạm tội lìa bỏ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên mình. Và vì người ta không chấp nhận Đức Chúa Trời, đấng đang cai trị mọi sự trong vũ trụ này, nên người ta đã bói toán để lấy đó làm cơ sở cho mọi công việc của họ. Bói toán là một sự lừa dối cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ khiến cho lòng người ta lìa xa khỏi Đức Chúa Trời, mà nó còn đưa người ta vào trong án phạt của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Trong thực tế, ma quỷ là kẻ chủ mưu của sự bói toán, gây ra sự mê tín dị đoan và các công việc thuộc về tà thuật, phù thủy. Chính ma quỷ cũng không thể biết trước được sự việc, nhưng vì cớ người ta tin vào những sự bói toán và tin vào những lời của những người làm nghề bói toán, nên việc phải thành như vậy. Chính Đức Chúa Giêsu đã phán về nguyên tắc này như sau: theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Matthew đoạn 9 câu 29 phần B. Ngày nay, các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là những sự giấu kín từ muôn đời, được bày tỏ ra cho các thánh đồ, và các sự đó ma quỷ không thể nào biết được, cho đến khi các sự được tỏ ra bởi các thánh đồ, bấy giờ quyền lực của ma quỷ mới có thể biết được những sự ấy. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cày hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10. Như vậy, để chúng ta biết rằng, ngoài Đức Chúa Trời ra, không ai có thể biết trước sự việc. Ngay cả ma quỷ cũng vậy, chúng phải rình mò, nghe ngóng thì mới có thể biết được những sự do người ta nói ra. Vì nếu ma quỷ có thể biết trước sự việc, thì chúng sẽ biết rằng nếu chúng dấy lòng mình lên bằng lòng Đức Chúa Trời, thì chúng sẽ bị đuổi ra khỏi thiên đàng và chúng vẫn là loài người chứ không phải là Đức Chúa Trời. Và nếu chúng biết trước sự việc, thì chúng cũng phải biết rằng việc nói dối để Eva và Adam ăn trái cấm thì chúng sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả. Nếu ma quỷ có thể biết trước sự việc, thì chúng phải biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài không thể chết, dù thân thể xác thịt của Ngài sẽ chết để cứu chuộc nhân loại. Và nếu chúng biết trước sự việc, thì chúng phải biết rằng khi chúng giết Đức Chúa Giêsu thì án phạt đời đời sẽ đến trên chúng, và sẽ có một kỳ kia chúng sẽ bị ném xuống hồ lửa đời đời. Bây giờ chúng ta hãy xem luật pháp phán xét như thế nào với tội lỗi của những người làm sự bói toán và mê tín dị đoan, tà thuật. Khi nào một người nam hay người nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27.
Ở giữa người, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy. Và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Tội lỗi của sự bói toán là rất nặng, và sự rủa sả đến bởi tội lỗi đó là sự chết đời đời của linh hồn, và đặc biệt là sự chết đi các khả năng của thân thể, như tai bị nghỉnh ngãng, mắt thì bị mờ, tâm trí thì đần độn, ngớ ngẩn, khờ dại. Trong sự bói toán luôn kèm theo sự thờ lạy thần tượng, vì khi người ta nghe lời của kẻ làm sự bói toán và đồng bóng, tà thuật, người ta thường dâng các của lễ như tiền bạc, tài vật cùng làm theo những lời của những người làm sự bói toán bảo làm. Các tài vật cùng các của lễ đã dâng cho sự bói toán đó sẽ là bằng chứng tố cáo những người tin sự bói toán đó ở trước mặt Đức Chúa Trời, và các bằng cớ đó sẽ là vật chứng minh rằng người ta đã dâng cho ma quỷ và ma quỷ hợp pháp lấy đi của cải, tài vật của họ. Sự bói toán đã mở cửa hợp pháp cho ma quỷ xâm nhập vào trong thân thể của những người ấy, và chúng áp đặt sự lừa dối để dẫn dụ người ta phạm thêm các tội lỗi khác như chơi số đề, mua số, cá độ. Và khi người ta phạm thêm các tội lỗi khác giống như các loại mê tín trên, thì đồn lũy của ma quỷ trong cuộc đời của những người ấy sẽ rất nặng nề, khiến cho những người đó luôn bị khống chế vào các sự mà người ta bị lừa dối, vào cái gọi là sự may rủi, phúc lộc của tổ tiên, số mệnh, vận hạn. Và những người ấy không thể tự mình quyết định được điều gì cho cuộc đời của mình, và lâu dần khiến tâm trí của những người ấy bị đần độn, ngớ ngẩn, hoặc lập dị và hoang tưởng. Xin quý vị hãy cùng với tôi cầu nguyện theo lời của Chúa. Kính lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, con cầu xin Ngài thương xót và tha thứ tội lỗi cho con. Vì trước đây con đã từng đi coi bói, con đã từng làm phù thủy, con đi xem thầy pháp, con đã dùng tà thuật, bùa chú, con đã đi xem đồng cốt, con đã xem thuật số và đi cầu vong, con đã xem tử vi và xem sao mà bói. Xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ tội lỗi cho con. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, con cắt đứt tất cả mọi giao ước mà con đã từng lập với ma quỷ, những linh tà thuật, linh phù thủy, linh bói khoa, những linh của sự chết. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, con cắt đứt tất cả mọi sự liên hệ giữa con với lại những tà linh này, Satan và ma quỷ, linh phù thủy, linh tà thuật, linh của sự tối tăm, phải lui ra khỏi đời sống của ta ngay giờ này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, con cũng bày gãy tất cả những sự rủa sả của ma quỷ ở trên gia đình của con, trên đời sống cá nhân của con, trên hôn nhân của con, trên con cái hầu tử của con. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, con quỷ phá tất cả những công việc của Satan đang ảnh hưởng trên tâm trí, trên tấm lòng, trên thân thể của con. Những bệnh tật và những sự rủa sả của nó phải lui ra khỏi đời sống của con ngay giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, con là người được phước vì con thuộc về Chúa Giê-xu. Xin Chúa Giê-xu, Ngài làm Chúa, làm chủ tấm lòng của con. Xin Chúa ban bình an và quyền năng của Ngài để con được sự bảo vệ, được sự gìn giữ siêu nhiên của Chúa mỗi ngày trong ơn của Ngài. Con xin dâng gia đình của con cũng như đời sống của con, tất cả mọi điều thuộc về con ở trong tay của Chúa. Xin Chúa ban phước và cho con được ăn ngon, ngủ yên, được phước trở lại ở trong tinh thần và thể xác. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.